dành cho đất Ngọc. La Sang, cú sút của La Sang. Sekem, cú chuyển chính xác của Sekem dành cho Nhật Quang. Đó là Nhật Quang, cú chuyển vào. Rất đáng tiếc. Đã có dứt điểm. Thanh Bình. Độ ở trên sân vận động bóng đá Thôn Hương Ninh đang khoảng 34 độ C. Đây là một trận đấu khá khắc nghiệt khiến cho các cầu thủ chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu. Đây là Việt Becker, cú sút. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định cuối cùng của trọng tài cầu vang. Và đó là tình huống phạm lỗi của các thủ đất Ngọc. Tình huống phạm lỗi thuộc về số 8 Văn Vinh.